Phương án thứ hai của đội hành quả này là pháo 8 bình 6. Đỏ tiến pháo cản pháo. Đổi lại, như đỏ đi pháo 6 tiến 5. Cờ đen khai cục vừa lòng. Như đỏ pháo 6 tiến 6. Đỏ tiến xe qua hà, nước cờ trọng yếu. Nếu không, cờ đen đi pháo 8 tiến 4. Cờ đen khống chế cục thế. Hình thế đối công, hai bên đều phải dè chừng. Mời các bạn xem lại các nước đi.
hình thế đối công, hai bên đều phải dè chừng. Phương án của thứ ba của đội hình cả này là pháo 8 tiến 2. Đỏ bình pháo sát lộ 4. Đổi lại như đỏ đi pháo 8 bình 7. Hai bên ngang thế. Như đỏ pháo 8 bình 4. Đen nhảy mã. Đổi lại. Nhé đi pháo 2 lùi 1. Cờ đỏ tiên thủ. Như đen mã 8 tiến 7. Cờ đỏ ưu thế. Mời các bạn xem lại cái nó đi.
Cờ đỏ ưu thế. Chúc các bạn nghe cơ thành công lãnh môn bố cục. Uyên ương pháo.